Những thông tin đối đầu giữa hai võ sĩ Yoshitaka Naito người Nhật Bản thi đấu ở góc đài màu xanh và Alex Silva đến từ Brazil võ sĩ sẽ bảo vệ chiếc đài vô địch thế giới hạng cân Strawweight. Đây là bà giám định. Jakarta, võ sĩ người Nhật Bản đang tỏ ra khá khiêm tốn khi được giới thiệu. Còn đây là võ sĩ đang giữ chiếc đài vô địch thế giới World Championship hạng cân Strawweight. Hôm nay đã 35 tuổi, có chiều cao 1m62. Thành tích là 7 trận thắng, 1 trận thua trong sự nghiệp của mình, thi đấu 8 trận ở MMA. Alex Silva đến từ Brazil có biệt danh là Little Rock. And when the action begins, your referee in charge, Mr. Olivier Coast. Alright guys, watch out for headbutt, low blow, back of the head and spine, going for 5 rounds. Listen my command all the time, defend yourself. Như vậy đây là trận tranh đai vô địch thế giới nên hai võ sĩ sẽ thi đấu 5 hiệp, mỗi hiệp 5 phút. Right, judge, time. Ready, choke. Trọng tài đã cho hiệp đấu thứ nhất được bắt đầu. Võ sĩ người Nhật Bản tỏ ra khá là tự tin và chủ động thực hiện những cái đòn tấn công trước. Võ sĩ đều có những kỹ thuật sở trường của mình là những cái đòn khóa và những đòn vật. Và ngay lập tức thì chúng ta thấy Yoshitaka Naito đã chủ động áp sát, hạ thấp trọng tâm và cố gắng vào đòn vật và đòn khóa. Nhưng Alex Silva cũng là một chuyên gia ở môn Brazilian Jiu-Jitsu nên anh vẫn có những cái kỹ thuật để ngăn cản không cho đối phương phát huy sở trường của mình. Hai võ sĩ đã tách ra. Trong sự nghiệp của mình thì Yoshitaka Naito cũng đã từng giành chiếc đài vô địch thế giới hạng cân Strawweight ở hệ thống One Championship. Còn Alex Silva là người đang giữ chiếc đài này. Như vậy
Yoshitaka Naito đã vật được Alex Silva xuống sàn đài. Phút đã trôi qua. Lúc này thì đôi tay của Alex Silva đã kéo thân người của Yoshitaka Naito sát vào người của mình, nên cho dù có lợi thế ở phía trên nhưng võ sĩ người Nhật Bản cũng không thể tung ra được những cái đòn đánh. Đã trôi qua hiệp đấu thứ nhất còn một phút. Alex Silva đang cố gắng thoát khỏi tình thế bất lợi như hiện nay, và lúc này anh đã đứng dậy được và đang cố gắng vào đòn siết. Mười giây cuối hiệp đấu đầu tiên. Hai võ sĩ sẽ có một phút nghỉ trước khi tiếp tục thi đấu ở hiệp đấu thứ hai. Hiệp đấu thứ nhất diễn ra cân bằng, không có võ sĩ nào thực sự chiếm ưu thế, cho dù Yoshitaka Naito có phần lợi thế hơn chút ít khi vật được Alex Silva xuống sàn đài, nhưng võ sĩ người Nhật Bản không tận dụng được ưu thế của mình, không tung ra được một cái đòn tấn công nào đáng chú ý. Guys, back, back. Ready? Ready? Round two. Hiệp đấu thứ hai. Khi thi đấu tư thế đứng như thế này thì Alex Silva có phần chắc đòn hơn. Alex Silva lại là người chủ động hạ thấp trọng tâm và vào thế vật trước. Alex
hai võ sĩ này đều cho thấy họ có kỹ thuật và khá là thiện chiến ở trong những cái đòn siết và những đòn vật, những đòn khóa. Họ cũng có những cách thức để hạn chế đối phương. Đang cố gắng lừa thế để có thể thực hiện những cái đòn siết của mình. Và một cú vật khá gọn của Alex Silva, võ sĩ người Brazil, cố gắng thực hiện động tác khóa chân của đối thủ, nhưng lúc này thì võ sĩ người Nhật Bản cũng đã thoát khỏi tình huống khó khăn. Yoshitaka cũng rất kinh nghiệm và có nhiều cách thức để không cho Alex Silva tận dụng ưu thế. Hiệp đấu thứ hai còn khoảng một phút. Lúc này hai võ sĩ lại đứng dậy. Yoshitaka gài chân và vật đối thủ. Ba mươi giây cuối của hiệp đấu thứ hai. Không có khoảng trống cũng như khoảng cách đủ để thực hiện những cái đòn đánh uy lực. Hiệp đấu thứ hai đã khép lại, cũng là một hiệp đấu cân bằng. One Championship is now broadcasting live around the world to 1.7 billion potential viewers. Chúng ta đang cùng theo dõi lại những pha thi đấu đáng chú ý nhất ở hiệp đấu thứ hai vừa qua. Seconds out, please. All right, ready? Ready? Round three. Chúng ta đến với hiệp đấu thứ ba. Bước vào hiệp đấu thứ ba này, võ sĩ người Nhật Bản Yoshitaka Naito chủ động áp sát và liên tiếp tung ra những cái đòn tấn công bằng cả hai tay. Một cú đá bằng chân phải và ngay lập tức thì Yoshitaka Naito đã áp sát, nhưng người thực hiện đòn vật lại chính là võ sĩ người Brazil Alex Silva. Bây giờ Alex Silva lại đang có lợi thế, tuy nhiên chúng ta thấy đôi chân của Yoshitaka cũng đã khéo léo
cài lấy chân của Alex Silva không để cho võ sĩ người Brazil dễ dàng vào đòn khóa. Lúc này hai võ sĩ đang cố gắng lựa thế sử dụng đôi chân của mình. Yoshitaka lúc này là người có ưu thế. Silva đang cố gắng bẻ chân của Yoshitaka Naito. Nhưng không dễ để thực hiện được ý đồ của mình. Tay của Alex Silva có vẻ như đã lòn được vào cổ của Yoshitaka. Tuy nhiên không thể thực hiện được động tác xí cổ. Lại thêm một cú vật nữa. Nhưng chúng ta thấy Yoshitaka vẫn rất là khôn ngoan khi thực hiện cái động tác ôm lấy phần thân trên, siết phần thân trên của Alex Silva, không cho võ sĩ người Brazil có khoảng trống để thực hiện cái đòn tấn công. Còn đôi chân của Yoshitaka thì đang cổ khóa một tay của Alex Silva. Hiệp đấu thứ ba còn 1 phút và Yoshitaka rất nhanh chóng đang ở tư thế thuận lợi thì anh xoay trở tình huống rất tốt. Lúc này Alex Silva lại đứng dậy được. Ba mươi giây cuối của hiệp đấu thứ ba. Cụ thể có phần đang thuộc về võ sĩ người Nhật Bản. Nhưng Alex Silva cũng đã thoát khỏi được tình huống khó khăn. Hiệp đấu thứ ba kết thúc.
Seconds out, please. Seconds out now, please. Trận tranh đài vô địch thế giới hạng cân Stowaway ở hệ thống World Championship diễn ra với 5 hiệp. Và 3 hiệp đã trôi qua, đây là hiệp đấu thứ 4. Sau 3 hiệp đấu thì thế trận là cân bằng, không có võ sĩ nào thực sự chiếm ưu thế. Cả hai rất cố gắng phát huy sở trường của mình là những cái đòn khóa. Tuy nhiên đối phương cũng có kỹ năng để chống đỡ, nên cả 3 hiệp đấu trôi qua với nhiều pha vào đòn siết và đòn khóa, nhưng không có võ sĩ nào thành công. Thế trận vẫn tiếp tục giằng co, thì Yoshitaka quyết định chủ động áp sát và thi triển như đòn khóa của mình với Alex Silva. Hiệp đấu thứ tư còn khoảng 2 phút. Yoshitaka Naito vẫn đang rất nỗ lực để thực hiện những cái đòn siết. Trong khi đó Alex Silva thì cố gắng hạn chế, không cho đối phương thực hiện ý đồ của mình. Anh cũng cố gắng lừa thế để thực hiện những cái đòn khóa và đòn siết đối với Yoshitaka. Tuy nhiên cả hai vẫn đang lây hoay, vẫn chưa thành công, chưa có võ sĩ nào thật sự. Có lẽ như đã vào đòn khóa chân, Alex Silva đã rất nhanh, nhưng chúng ta thấy Yoshitaka cũng rất nhanh chóng để thoát khỏi cái động tác khóa của Alex Silva. Hiệp đấu thứ tư còn 1 phút. Yoshitaka vừa rồi đã có được một khoảng trống và anh đã tận dụng rất tốt để tung ra những cú đấm liên tiếp về nhắm vào vùng mặt của Alex Silva. Mặc dù đó không phải là những cú đấm uy lực, nhưng các trọng tài sẽ cho điểm tích cực. 30 seconds left in the fourth round. Hai mươi giây cuối của hiệp đấu thứ tư.
second. Như vậy trận đấu này sẽ phải bước vào hiệp đấu thứ 5, hiệp đấu mang tính quyết định, hiệp đấu cuối cùng. Trước khi bước vào trận đấu này thì tưởng chừng như Alex Silva có thể dễ dàng giành chiến thắng trước Yoshitaka Naito của Nhật Bản. Tuy nhiên với những gì đã thể hiện thì võ sĩ Connect rất là thư sinh của đất nước mặt trời mọc, Yoshitaka Naito, võ sĩ có biệt danh là Nobita, đã chiến đấu rất là ngoan cường trước nhà đương kim vô địch. Võ sĩ đang giữ chiếc đai vô địch thế giới hạng cân strawweight là Alex Silva. Và như vậy hai võ sĩ sẽ phải tiếp tục thi đấu hiệp đấu thứ 5, hiệp đấu cuối cùng. Vẫn là những đòn khóa, những kỹ thuật cố gắng vào đòn khóa của hai võ sĩ. Phút thứ nhất của hiệp đấu cuối cùng đã trôi qua. Võ sĩ lại tiếp tục chiến đấu ở tư thế đứng. Yoshitaka Naito có vẻ tự tin hơn khi chủ động thực hiện những cái đòn vào những đòn vật và đòn khóa. Chúng ta thấy Alex Silva cũng có những kỹ thuật và cách khắc chế đối phương. Thậm chí anh cũng có thể thực hiện được những cái đòn siết và những đòn khóa. Như vậy, 2 phút cuối của trận đấu, trận tranh đài vô địch thế giới hạng cân strawweight giữa Alex Silva của Brazil, người mang găng màu đỏ là người đang giữ chiếc đai vô địch, và Yoshitaka Naito đến từ Nhật Bản thi đấu ở góc đài màu xanh. Thế trận vẫn rất là giằng co với những kỹ thuật thực hiện những đồng vật và đồng khóa của cả hai võ sĩ.
nhưng không có, vẫn chưa có võ sĩ nào thực sự chiếm ưu thế. Phút cuối cùng của trận đấu, các khán giả ở phía các khán đài liên tiếp gọi tên Nobita. Nobita là biệt danh của Yoshitaka Naito, võ sĩ người Nhật Bản. 30 giây cuối. Có lẽ trận đấu này sẽ được quyết định bởi điểm số của ba giám định. Ở tư thế này thì không có võ sĩ nào sẽ đánh knock out được đối phương. Đã vào những giây cuối rồi. Và tiếng còng kết thúc trận đấu đã vang lên. Cả hai võ sĩ đã trải qua 5 hiệp đấu rất là căng thẳng. Và có vẻ như Yoshitaka Naito là người có ưu thế, bởi vì anh là người thách đấu, trong khi Alex Silva là người đang giữ chiếc đai vô địch. Phải chờ đến phần tổng hợp cái điểm số và công bố kết quả chính thức của các trọng tài. Nhà đương kim vô địch thế giới hạng cân strawweight Alex Silva không chứng tỏ được ưu thế của mình, phải trải qua 5 hiệp đấu rất căng thẳng với Yoshitaka Naito. Chúng ta thấy trang phục của Yoshitaka Naito rất là giản dị, như một chàng thư sinh đối diện với một võ sĩ rất cơ bắp đến từ Brazil. Giây phút hồi hộp của cả hai võ sĩ. Ladies and gentlemen, after 5 rounds of battle, we turn now to the judges' scorecards. Judge number 1 scores this bout in favor of the blue corner. Như vậy, giám định đầu tiên cho rằng chiến thắng đã thuộc về Yoshitaka Naito. Giám định thứ 2 thì cho rằng Alex Silva xứng đáng giành chiến thắng. Còn bây giờ là giám định thứ 3. Như vậy, võ sĩ ở góc đài màu xanh Yoshitaka Naito đến từ Nhật Bản đã được tuyên bố là người giành chiến thắng ở trận đấu này. Giành chiếc đai vô địch từ tay của Alex Silva, võ sĩ người Brazil. Một chiến thắng hết sức vất vả nhưng cũng rất là xứng đáng cho Yoshitaka Naito. Quý vị và các bạn thân mến,